rồi, xong qua rồi. Bên kia thì anh Tùng đang hạ cái nhánh đó. Giờ anh này sẽ xuống bây giờ, thả cuộc máy cưa vô, xuống và thả xuống. Giờ mình sẽ qua anh Tùng coi anh Tùng ra sao nha quý vị. Tùng đang trèo lên chuẩn bị cục dây nè quý vị. Vừa đây anh Sang đang xuống luôn. Giờ anh Tùng cứ cưa một nhánh đó quý vị ơi. Cưa nhánh đó gớt xuống luôn. Nhánh đó anh Tùng cục dây nha quý vị. Dây chằng đã cục sẵn sàng hết rồi. Kéo con dây ra là tụt xuống liền không. Thì trên đó còn hai tượt bự nữa quý vị. Thì dưới này có hai anh đang kéo. Ồ, con cộng dây cáp vậy. Ồ, rò qua. Anh Tùng đang phân dây lên quý vị để chuẩn bị cuộc nhánh ngoài đó nha quý vị. Đó đang chèo ra. Nhánh này khá to nha quý vị. Thì dưới đây nó có mấy cái máy lạnh nằm ngoài đây quý vị. Chắc mà không khéo thì nó sẽ ngã trúng máy lạnh dưới đây. Và có một đường dây cáp đi điện kia. Này dây cáp gì vậy? Cộng dây nha quý vị, một cộng thì hai người dưới kéo, còn một cộng thì để anh Tùng cho anh chặn lại nha quý vị, để lúc mà nó rớt thì anh sẽ chặn lại và sẽ thả lần lần xuống không bị rớt mạnh xuống nha quý vị. Nhánh này khá to.
dây đó để chặn lại cái gì. Cọng dây này anh khi mà anh cưa xong thì anh sẽ xuống dưới cọng dây này anh thả ra nhau cái gì cho cái cây nó sẽ tụt lần lần xuống. Giặt gớt cái dân xuống giặt lắc quá nhánh đó nó bị dướng mấy cái nhánh ở bên trong rồi anh cắt nhỏ luôn cái gì. Anh cắt nhỏ luôn. Nhánh bên kia em cầm cái tay em khỏe luôn. Wow.
quá dữ. Hai cái giò anh bấu vô. Đúng. Xong bao miệng rồi. Đó, miệng rồi đó. Xuống. Thâu. Ừ. Quá, lúng đất luôn. Đóng quay ở đây không ngồi nhờ. Đứng quý vị cho nó có cái thế đứng là mình cưa luôn quý vị.
đã xong một cây quý vị ơi, bữa nay cứ hai cây, nên sang cương đây dùng vũ khí cưa bên kia.